Nhà tại nhà đâu có buôn bán nên đâu có chuẩn bị sẵn đâu. À, chút xíu là chỉ cách làm. Vậy nếu mà chi tiết nữa là lên cho anh xem clip là có làm luôn, ngồi cho anh làm luôn. Dạ, dạ, có gì kêu Trang coi. Dạ. Em gửi dưới Trang tự làm cho em luôn. Dạ. Dạ. 10 tiệm đúng không? 10 tiệm hay 11 tiệm gì? Không có cái nào giống hết á. Tôi ghé 3-4 chỗ mà không có chỗ nào có đơn nguyên giống của Khánh mua hết á. Dạ. Ừ, ghé mấy tiệm thuốc bắc lớn luôn mà không có giống vậy. Ừ. Không có giống rồi mình ngâm thấy trị bệnh mà đã đợi một thang thuốc mình chờ tới một tháng lận ngâm nó không đúng rồi nó uổng. Hẹn Hùng á, giờ thấy giờ em không nhớ. Ủa, cái chiếc xe đỏ này là xe đỏ này mà... của nhà kế bên không? Bởi lúc nào là quay lên là thấy cái chiếc xe này có nè. Bởi giờ tưởng là của em không? Không, chiếc đó xe đó đó. Dạ. Trời nãy á, anh Dũng anh đi lên mà anh đi hôm qua anh đi lưới tôm, anh bắt tôm xong anh đem lên nữa. Nói nãy anh đem. Anh Dũng là ở đâu? Tôi ở dưới bến đò Bà Nhà ở Thuận Mỹ á, gần bến đò Bà Nhà. Dạ. Đó trời ơi, gặp ông này chú. Dạ chào cô. Dạ chào cô rồi chú. Cô chú ngồi ghế cô chú. Mua hai ngồi bên đây luôn cô chú. Rồi. Nè, dạ chào chào bác. Cái này là anh này ảnh hổm mà bị 7 năm rồi ảnh bữa nay anh lên nè. Dạ đúng rồi, bữa nay ảnh lên đó. Giảm rồi, nay tôi lấy thêm về tôi ngâm tiếp nữa. Dạ. Tại nhà đâu có buôn bán nên đâu có chuẩn bị sẵn đâu. À, chút xíu là chỉ cách làm. Vậy nếu mà chi tiết nữa là lên cho anh xem clip là có làm luôn, ngồi cho anh làm luôn. Dạ, dạ, có gì kêu Trang coi. Dạ. Em gửi dưới Trang tự làm cho em luôn. Dạ. Nói tiệm thuốc bắc còn nói cái đó là ông xã hả? À, kêu mà hai đứa nhỏ không chịu vô đứng ngoài. Có chỗ là mà em làm bên gì làm gì em làm bên trường học cô giáo mầm non đó hả? Không, tiểu học lớp 1 á. À, lớp 1 luôn hả? À, lớp 1 nó khỏe đỡ hơn. Tám mấy ngàn này đâu có đúng đâu phải không ba? Khánh nó không phải đó. Dạ. Khánh một cái đơn vị khác đó. Dạ. Có 10 tiệm đúng không? 10 tiệm hay 11 tiệm gì? Không có cái nào giống hết á. Tôi ghé 3-4 chỗ mà không có chỗ nào có đơn vị giống của Khánh mua hết đâu á. Dạ. Ghé mấy tiệm thuốc bắc lớn luôn mà không có giống vậy. Không có giống rồi mình ngâm thấy trị bệnh mà đã đợi cực khổ. Một thang thuốc mình chờ tới một tháng lận ngâm nó không đúng rồi nó uổng. Dạ. Cái này thì nó chắc cho thơm quá. Nó thơm gì, nó mùi nó thơm lắm, nhưng mà có cái là mình thấy sợ đó không? Nhưng mà bây giờ cái đơn quy của Khánh rồi nè, cái này là mình bỏ luôn hay là có ngâm vô chung vô đó được không, hay là mình bỏ cái này em, luôn cái này em không dám nói. Ừ, vậy thôi mình thôi anh ngâm riêng đi, anh ngâm riêng để dành cái này đi. Này á là bây giờ về độ là anh ngâm này nó cũng, nhưng mà không biết là anh ngâm nó cũng bị đau lưng nhức mỏi đồ đó đó. Thì như anh cũng bỏ vô anh ngâm để anh lấy rồi kiểm chiết ra uống nhậu chơi á. Ừ. Đó chứ còn trị bệnh thì dạ, nó không có kết quả đâu đó. Không có. Dạ. Ý mình nói có đơn quy của mới rồi mình ngâm chung với cái này nó đủ ngâm thêm vô. Đơn quy gì cũng không được. Tại vì tôi biết dùng mấy lít là để người ta sáng giờ là coi như là cầm máy từ sáng sớm tới giờ luôn á, là đứng không à. Cái đơn quy chứ không phải là anh làm dụng anh đó để trị bệnh anh ngâm nhiều được, mà nó hay nhiều quá là anh uống vô nó bị giật. Mỗi tiệm thuốc bắc nó sợ nó có gì nó chịu. Cái nhà là hồi trước á là anh vô mua là nó hay hỏi ngâm cái này mấy lít rượu. Dạ đúng rồi, biết là mấy cái mà bán bao nhiêu lạng, bao nhiêu lạng đó để anh ngâm đủ thôi. Còn anh nói giờ anh mua ví dụ có tiêu chuẩn 5 lít rượu mà nó 3 lạng là anh dặm uống quốc nửa ký về anh uống vô rồi coi chừng nó. Dạ đúng rồi. Là nó đâu dám bán, là hỏi mai chịu đâu, chỉ tiệm thuốc bắc đó nó chịu trách nhiệm sao. Dạ.
nó hỏi rồi trước, nó hỏi ráo luôn á, mấy cái tiệm quán. Dạ đúng rồi. Mà... cái này thí dụ anh ngâm kia thôi, giờ cái này anh bỏ đi. Ngâm rượu thuốc uống. Ngâm rượu thuốc á đi. Ngâm rượu thuốc mình. Hoặc là khi anh cho mấy cái... anh chiết ra đây hết rồi đó. Là cái đó là còn cái nước giảo là anh nước cái này à. Cái đó đâu còn cái bệnh nữa, bỏ này vô luôn. Giọng mẹ nó cũng bình 10 lít thì cái hũ kia sắp hết rồi đó. Đúng rồi. Hết rồi. Mình bỏ này vô mình ngâm lại nước hai xong anh châm rượu vô. Có cái hơi là cho có mùi. Bạn bè đâu tới. Bạn bè tới mình ra cũng để được thuốc vậy. Kia cũng có màu màu cũng thơm quá. Thơm. Tâm bệnh mà bà uống rượu nữa. Trời ơi, bệnh chứ uống chứ có gì đâu. Đấy thì hầu như là hơn đó. Ở đây là cái anh này là hết bệnh nè, giảm mà giảm anh lên nè. Bên đó cũng vậy luôn, anh ba là anh ba đó. Tôi nói thiệt cho bộ. Anh cũng hết 70-80% rồi đó. Ít nhất là mình cũng phải uống. Này mới là lấy về cho mẹ anh. Không uống về thuốc này thì nếu mà nó làm không. Nó có hiệu quả thì nó cho anh chết anh nói là cho một người khác là cũng lót chi khúc cho người ta uống thì thấy hiệu quả ta uống mỗi ngày nó mới giảm. Dạ. Nhưng mà uống lần hổm đó thì 20 ngày uống luôn cái bình mà bữa nó đánh dạ. Ba cái đơn vi là nó không giống á. Nó không giống gì đó là cuối cùng mua Mỹ Tho có là ngâm cho bảo hủ luôn. Là bảo biết là làm ngâm luôn cây thì bà kiếm có rồi. Dạ. Đưa luôn rồi hỏm bả nói giờ mày đưa tao uống hết đó rồi. Kia tao lấy tao cũng quất luôn mày 20 ngày mày uống tao cũng uống luôn. Tại vì sợ là nó ra không hết chất rồi, hiệu quả nó không cao nên là thì phải 30 ngày thôi. Ví dụ như cái rượu mình nhậu được thì mình thêm miếng nó có gì đâu. Dạ. Còn cái ly kia uống nửa ly, gánh kia uống nửa ly thì anh ta nhất anh, thêm, thêm phần nữa. Là 50 thì anh đóng lên 80. Thì nó mới đủ hết trong đó. Tăng liều lên. Tăng liều. Cái này là tự tăng liều lên cho mau hết. Lúc đó là không cần là ông thầy của phục vụ này mà ổng kêu uống nhiều nữa thì lúc đó tự mình tăng lên, mình thấy mình uống sớm mình thuốc chưa ra mình tăng lên thì được rồi thì đó là đúng. Tại vì ví dụ như ngâm một tháng á thì anh uống nửa ly, còn ngâm 20 ngày thì anh uống phải nhất thêm nửa ly miếng hơn nửa ly miếng thì nó mới đủ thuốc luôn cái thuốc. Ví dụ mình có thêm miếng nữa đâu có sai xỉn gì đã bình thường hồi còn khỏe trước uống cả lít được mà giờ thêm có miếng thì cả lít luôn tăng thêm miếng nữa. Rồi hôm nay nhậu tốt chưa? Không chưa chắc nhậu. Chưa nhậu. Thì để cho hết luôn đi. Chứ thì mà cái này thì nhậu thì cũng được thôi, nhưng mà hồi nhậu thì nó không có gì. Nhậu vô hồi đó dám thấy cái này em vô hồi qua ngày sau rồi biết là hết nhậu á. Dạ. Rồi, thử ra mấy người. Ông nhậu cũng chừng ông làm không chỉ nhậu nhiều thuốc. Không có cái là mình không có nhậu chứ mình ví dụ cái mà nó khớp là trên này ở đầu họ bởi ông nào gì cái bị đó là nhậu hoài. Tại nhậu thấy êm rồi nhậu nhưng mà qua cái ngày sau hết nhậu là không ấy bữa hai bữa sau rồi nó đẹp rồi, tự nhiên bà con thấy nói vợ khấm đi lấy đồ mình xuống ráp nấu cơm nước làm quen. nãy giờ em này ngồi ở đây cho bầu nghệ đi trời ơi. Nãy giờ mai chuyện sắp dài cái dâu bào nha đem có đồ. Ơi con có cho bầu rồi trời có đem lên bà con người này khỏe rồi bào đang lấy cái tay phục vụ của người hết rồi. Dạ đúng rồi anh ba nói đúng rồi. Người mà hết rồi đó cái tay phục vụ của người ta lấy bào là cho cái người khác. Nãy là cho anh ba với anh Dũng bào là mát tay rồi. Rồi đó kêu tôi mát tay mà. Ra đây chào nè, chào ông bà cô bác nè. Ra đây chào nè, rồi con chào trên đây rồi con chào ở ngoài nữa nè. Đi lên. Trời ơi con gái. Đúng rồi. Lúc này đi học đuối rồi. Mà vô thưa ông rồi con. Qua bên ông bên kia kìa. Qua đây thưa ông nè, thưa ông rồi nè. Thưa ông với thưa bác nè. Đâu rồi, qua đây nè, qua đây đứng nè. Linh hoạt lớn lên coi mắc cỡ nữa giờ lớn cái mắc cỡ khoanh tay là thưa ông đàng hoàng con học lớp mấy rồi lớp 1 hả đáng học giỏi nha dạ con cảm ơn bác thôi bác thôi đừng ông lớn thôi đi vô ấy đi con vô đi con dạ thôi anh ba không. Mấy lần anh lên anh gửi quay được rồi có ít nhiều rồi hai ma đi học không thôi anh tập có quen thôi dạ thôi anh tập nó quen thôi con này không đi học ở nhà quay không ăn cho nè ơi cảm ơn ông đi con cảm ơn ông rồi con nói lấy cái này để cho bà con lấy góp vô để ngâm có thuốc rượu nước để cho bà con nha
Đấy, con có cũng gom ấy lại để găm ngâm. Ở đây có khô, khô cá dứa, khô cá đù. Cái lô đó đi đưa cho ông này, ông coi dù cái ông chọn hết luôn á. Dạ. Lấy cái menu ra. Dạ, đợi chút xíu để giờ con ấy. Có nhiều khi ăn khô hết bệnh. Đúng rồi, khô hết bệnh. Không có coi, chỉ coi có cái clip mà khách có đưa lên là con, mà không biết là lúc đó là hình như là có ấy, không, lúc trước thì cho tôi nói cái khô này ăn trị bệnh đó là không, mà từ lúc mà lúc trước đó đó thì bán khô vậy như là chậm lắm. Từ lúc mà anh Ba Thanh Long nó lên á, anh nói là bán khô trị bệnh, cái bà con tới là ai cũng mua khô hết đó. Kêu cho cái bảng mà chưa đóng được. Anh Ba nói là anh góp ý đúng, anh nói treo cái bảng xuống nè, dạ, cho dễ thấy. Không phải là cái gì, nhưng mà thôi dụ gia đình bán khô thì đồ này kia thôi, mà đóng hộ mua đâu cũng vậy, mua đâu cũng vậy. Mà nhiều khi mua đây về chứ như về còn rẻ hơn, nhiều khi mua đây về dưới bán lợi cũng được. Không, cái này phải chăng hơn. Không, dạ. Mấy người đi mua á thì dạ. Nó chứ ở đây khô nó tính ra dưới cũng đâu có gì đâu, cũng như ủng hộ đó gì. Dạ. Tại hổm mà đúng ra nhà có hai người vậy. Mua nó 2 kg khô mà về ăn 1 kg rồi kia lum lum la đấy, không dạ. Chứ cái dưới để nó không có khui nè. Rồi đó mà về ba cái đồ đó mà về nấu canh chua không bỏ vô rót ra anh xỉ. Vậy là đợt đó là anh có nấu canh chua thử luôn hả? Về là chiên ăn, tại khô đó dưới anh có mua dưới ăn hoài cũng có nữa, nhưng mà nấu canh chua là cũng được. Cái đó dạ. Mà rót cho chừng chai nữa rồi rót chừng dù hai người như tôi ăn cái rót thêm ly của rượu thuốc mình ngâm đổ vô nữa rồi. À phà rượu thuốc vô. Tô canh chua vậy, con cá lụt đồ bỏ vô nấu canh chua rồi gấp ra là quất được rồi. Nãy không đi theo. Từ đây lên nhà ông cũng còn xa không Khánh? Dạ lên cho khoảng 7 cây số. Thẳng lên nữa hả? Dạ, lên mé lên hướng lên Sài Gòn á, xong rồi tới Gò Đen mình đi vô trong đồng. Dạ. Ủa? Ông cũng thấy cái cảnh trong nhà đó mà mình không có biết cái đường vô, dạ. Tại thấy cảnh ấy cũng sinh hoạt mà thấy vui vẻ. Dạ. Bữa hôm qua kia coi cái clip mà cắt lao rồi uống dừa dứa. Dạ, uống nước dừa. Nè dừa. Đó dừa nè. Dừa dứa rồi ăn dừa sáp rồi. Dạ. Ôi lên mà bà con mà hết bệnh mà lên trên đây thật sự là rất là mừng luôn. Nãy anh Ba thì anh lấy bữa, anh hái hai trái bữa nhà lấy dấu, chắc lấy dấu đem lên quá. Đâu có, tại nhà đâu, nhà đâu cắt đi. Đó đâu, không có chị nhà. Không nói chứ tại bỏ luôn, cũng không có xịt thuốc nó đau rồi, dạ. Quải rồi bỏ luôn, có cá cũng hơi bị da cá mà chắc nó dạ. Nếu ăn được trái này á, nó thiệt là nếu mà trái bự vậy, vỏ vậy thì nên lấy cái gọt cái vỏ làm chè bưởi luôn. Dạ. Nó chè bưởi luôn. Cái vỏ này nếu mà là hai trái này làm là không có xịt thuốc không? Không, dạ. Là hai trái này mà là lấy cái vỏ làm chè bưởi mà nấu nên như đó chứ nấu chè bưởi mà ăn chả với nhà nào lên nữa à. Này không biết có hẹn không nữa, giờ thấy giờ em không nhớ. Cái chiếc xe đỏ này là xe đỏ này mà... của nhà kế bên không? Bởi lúc nào là quay lên là thấy cái xe này có nè. Bởi giờ tưởng là của em không? Không, chiếc đó xe đó đó. Dạ. Giờ nãy á, anh Dũng anh ly lên mà anh đi hôm qua anh đi lưới tôm, anh bắt tôm xong anh đem lên nữa. Nói nãy anh đem. Anh Dũng là ở đâu? Tôi ở dưới bến đò Bà Nhà ở Thuận Mỹ á, gần bến đò Bà Nhà. Dạ. Đó trời gặp ông này luôn. Dạ chào cô. Dạ chào cô rồi chú. Cô chú ngồi ghế cô chú. Mua hai ngồi bên đây luôn cô chú. Rồi. Nè, dạ chào bác. Cái này là anh này ảnh hổm mà bị 7 năm rồi, ảnh bữa nay anh lên nè. Dạ đúng rồi, bữa nay ảnh lên đó. Giảm rồi, nay tôi lấy thêm về tôi ngâm tiếp nữa. Nhắn tin cho chú. Dạ. Là cô có nhắn tin cho con rồi phải không? Ở Tây Ninh á. Dạ. Chú nói tôi chú. Tôi đây luôn nè, coi chú. Anh ngồi xích bản luôn đi anh Dũng. Đó, tên nhà có. Rồi ơi. Này bà xe con. Có cái ấy mới đi được chứ không biết cũng đi tầm lâm không biết được. Dạ. Google cái ai biết được. Dạ. Google chỉ rồi mằng. Chú cho đi học chứ chứ đi chỉ đó rồi đi nói trong đó rồi chỉ đường đi. Dạ. Không biết gì đâu. Anh Dũng thấy quen không? Thấy xem khán giả cho anh em xem là biết người nào biết anh Ba này, anh Ba này ba. Nhìn thấy. Tôi biết anh này không?
anh là khô, thì cũng giờ mà có khô. Nè khô chị bệnh. Với lại tại vì bữa nay lên mặc áo giống như y chang như cái bữa quay. Dạ đúng rồi. Ừ, giống y chang luôn. Đang là giờ trong đó không? Dạ. Ủa cái này là ai bị bệnh vậy cô? Nè, ai cũng bệnh, người nào cũng có. Dán đầy giò luôn. Nhất chừng nào. Chị ông dán là lúc khi mà có đi xe, trước khi đứng dậy phải đi ba, hai tay chọi cũng có rồi, bắt bắt cũng có. Tèo quá. Dạ. Ngày nào cũng phải uống chứ không uống là đi không được. Dạ. Cũng bá hủ gì cũng có rồi, giờ ông trong này hay quá không tìm được đi. Dạ. Tìm trong ngày đặng cho nên. Trước khi ngồi ghế vậy phải chọi hai tay. Dạ. Cho kỹ để chỉ để rằng có đặng được thẳng được. Dạ. Số. Đi khoảng 50 thước á. Mình ấy là mình dự định lấy bao nhiêu phần con? Không có là hai phần với cho nó không ăn phần. Dạ. Bị ổng này nhức nhiều quá. Trời ơi, nhức sáng đi. Dạ. Nhức sáng đi rõ ràng rồi đó. Tôi đăng ký đâu rồi bả lại rồi bả nói rồi mới biết. Dạ, vậy là sau khi sẵn xe đi cho ổng đi luôn. Dạ, vậy là cô chú ở đây là đặt là bao phần? Dạ con mình có lấy rượu luôn không? Mình chứ là rượu luôn. Có gì à? Dạ. Lấy rượu cho chắc là bữa nay nó rượu. Dưỡng cái có cái không nữa. Dạ. Không có cái nào có. Bữa nay kỳ này tin mừng luôn là có bây giờ đầy đủ, hổm là không đầy đủ, hổm thiếu. Hổm thiếu đừng. Hổm thiếu đừng phèn, bữa nay đồ đầy đủ luôn à. Bản dân hổm con đặt ở trong miếng ấy, nếu con mua giùm cho con phần hai phần đi đầy đủ hết đi. Dạ. Sợ không có có nấu đủ mình. Đây uống một lần. Sợ không có trúng rượu. Một lần rồi giảm rồi mới lên đây mới nhờ. Nhà đâu? À anh hết rồi. Bản dân uống thêm tôi đi làm cái giấc ngủ. Tôi giờ ai ở nhà ai bài làm đấy. Dạ tôi nhiều người hỏi chứ vụ ông là bà đi bên chúng ta cho ta hay sao mà phần quá trời luôn. Ai chỉ gì làm đấy. Đi xe Honda mà sợ không có biết đường biết đi tới chiều chưa tới rồi thông. Không xe đi. Còn thuốc tây những ngày tôi uống nha. Có những ta đi tới chợ cho mạnh tiện. Giờ giả không dám lái xe nữa. Dạ. Ông đi rồi ông sợ tới mưa lạnh. Thôi cô mấy anh với mấy chú đi toilet đi. Vậy mà có mình có gấp thì mình về nha. Ở đây cũng gấp mà anh Dũng ở lát cơm cơm lát cơm nước. Dạ dạ vậy anh ba ở đây anh ba ăn cơm, anh Dũng ăn cơm lấy tôm hấp ăn. Thôi được rồi anh cũng về công chuyện. Tại nói chứ ở đây tại vì vợ em đang chờ vợ em chiên rượu ra. Dạ thôi em lấy cho anh Dũng đi trước đi, ảnh đi ảnh cũng tranh thủ á. Lấy phần của anh luôn đi. Anh lấy mấy phần quên rồi ta? 5 phần. 5 phần. Tôi dạ dạ. Tôi mà có cho dòng sớm tôi chứng bệnh như tôi nhiều lắm, tôi là sao tôi có tôi mua xe về tôi quảng cáo. Dạ. Dạ. Gì chứ ở số tôi giờ tới lứa tuổi là cả nhắc anh đi đây vậy chứ có nhiều dạ. Biết tôi tự tin anh này mà chạy cũng nhớ đây làm cho bà con ngâm tiêu cho bà con uống. Trời anh góp tiền để không rồi được rồi thôi cảm ơn em. Dạ dạ em cảm ơn anh. Sợ hết chịu ông đi thủ rồi đó. Dạ bà con tới rồi cũng ấy nè trời ơi bà. Dạ con cảm ơn nghe con. Vậy đáng uống đi hết bệnh muốn chịu đó anh. Anh hết rồi. Tôi uống nhiều rồi đó. Tranh thủ uống đá banh nha. Còn phải nếu đá banh được nữa tôi dẫn đi chỗ khác. Anh Dũng về khỏe nha. Ngon lành nữa. Dạ rồi cảm ơn anh nhiều. Chưa là vẫn lần đầu hè. Tôi sao mà anh Dũng về chịu khó bào nghệ nha. Dạ. Ảnh bớt bốn ba bốn chục trăm rồi á, giờ ảnh lên ảnh lên giờ ảnh cũng mua đồ, giờ ảnh lên ảnh mua lấy một phần nữa về ngâm tiếp á. Dạ. Em có gấp không? Sẵn có cái lấy à. Dạ ở chỗ nước thì có. Dạ ba năm phần.